Ngày hôm qua, chính phủ Tây Ban Nha cho biết đang triển khai tổng cộng 7.500 binh sĩ và nhiều phương tiện chuyên dụng đến khu vực Valencia ở miền đông của nước này để nhằm khắc phục hậu quả của trận lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 217 người. Theo Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha, cuối tuần qua khoảng 5.000 binh sĩ đã được huy động để giúp phân phát lương thực và nước sạch, dọn dẹp đường phố, bảo vệ các cửa hiệu và tài sản. Dự kiến sẽ có thêm khoảng 2.500 binh sĩ nữa sẽ được triển khai đến Valencia. Xe tải chở lương thực và nước cũng đã được cập cảng Valencia trong bối cảnh mưa đá mạnh trút xuống Barcelona cách phía bắc khoảng 300 km. Và hiện tình trạng khẩn cấp ở Valencia đã được dỡ bỏ, song khu vực đông bắc Catalonia vẫn đang ở mức cảnh báo đỏ cao nhất về mưa to trong ngày 4 tháng 11. Các chuyến tàu đã bị tạm ngừng cho đến khi có thông báo mới, trong khi hàng chục chuyến bay đã bị hoãn và chuyển hướng. Khiến dư luận nước này vẫn phản ứng mạnh mẽ và cho rằng chính quyền đã cảnh báo muộn về nguy hiểm của lũ lụt, trong khi các cơ quan tình trạng khẩn cấp hành động chậm trễ trong thảm họa tồi tệ này.